Kênh Nhà Đất 927 xin kính chào tất cả cô chú anh chị ạ. Trước khi đến với video thì mời cô chú anh chị là đăng ký kênh. Wow. Chiều giờ chúng ta bắt đầu đi sâu vào thông tin của miếng đất anh cô chú anh chị. Hiện tại mình đang có mặt trên tuyến lộ 927C gần xã Phú Tân cô chú anh chị. Nói tiếng hay nói giữa lộ 9 lộ 5 sông Hậu về thành phố Ngã Bảy cô chú anh chị. Vị trí đất mình mới nhận là ngay đây. Đây. Vị trí này là mặt tiền 33m, bắt đầu từ mí Italy nè anh chị. Mí Italy ha. Mí Italy ngay đây. Trụ đá ở dưới đây nè. Chung là bắt đầu từ cái mí Italy này. Ha. Đi ngược qua mấy bên đó 33m ha. Đi đo đủ 33m từ đây qua đó ha. Trụ bán 33m ha. Từ đây qua đó là 33m. Từ đây vô trong đó là 45m ha cô chú anh chị. Cuối đất 45m ha. Đó. Đất vuông đẹp hướng đông nam, lộ tàu tải này thuộc xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang của chú anh chị. Đất thì ở đây đã được san lấp rồi của chú anh chị, đây được san lấp rồi nha. Vị trí này thì cách trung tâm thành phố Ngã Bảy khoảng 7 cây số thôi của chú anh chị. San lấp rồi nè cô chú anh chị, bơm cát nha. Rất đẹp nha cô chú anh chị, miếng đất rất đẹp. Từ Tân Thành phố Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang nha. Các khu hướng nam hoặc đông nam, pháp lý thì rõ ràng. Chủ bán ngang 33 và dài vô là 4 hết đất ha, dài vô hết sổ luôn, hết đất tới đủ mấy hàng sao rồi em đó. Tầm khoảng là 45m. Đấy, chính xác là chú không nhớ rõ. Chú nói tầm khoảng 45m. Đấy. Vị trí này cách chợ xã Phú Tân thì khoảng cây số thôi cô chú anh chị, mà từ đây lên thơ khoảng 30 cây nha, khá là gần lộ tô tải nè, xe công là đi vô lại bình thường luôn. Ở đây là chú nói là nhà nước cho phép lên thổ cư ha, lên thổ cư xin phép xây dựng đàng hoàng thì sẽ lên những các nhà được ở được nha cô chú anh chị. Đấy thì miếng ngoại cũng vậy đó, từ miếng ngoại theo miếng Italy nè, chúng ta đi theo nè, nó có trụ đá đó, thấy không? Mẹ ngoài này trụ đá bị lắp hay sao không thấy, đây trong đây có trụ đá nè, đây trụ đá nè, cái Italy đi vô thẳng tới trong đây luôn ha, đây. Tới đây luôn, tới đây luôn nha, hết bờ luôn, hết mí bờ luôn, đó. Thì là khoảng 45m, chú nói là khoảng 45m rồi nè, chú nói khoảng 45m, cái trụ đá phía sau này, trụ đá lớn phía sau này, khoảng 45m nè, từ đây đi qua bển 33m. Đất chú cắt ra bán, chú ai mua hết miếng này chú bán luôn hết miếng này luôn ha. Đấy, hiện tại chú đang rao bán miếng này với giá là 200 triệu một mét ngang, tương đương với giá là 6.6 tỷ của chú anh chị. Đất rất đẹp, vuông đẹp ha, mặt tiền 33m nè, mặt hậu 33m nè, chiều dài chú nó khoảng là 45m. Đấy, có trụ đá ganh nè, từ đây tới ngoài lộ. Đất đã được bơm cát rồi nè, đã sực sang lắp bơm cát rồi nè. Lộ chứ là lộ xe công đi được nè, sẽ không đi được nè. Tiếng này tiếng nói giữa thành phố Ngã Bảy về lộ 5 sông Hậu, hướng đông nam, mát mẻ ha. Giá hiện tại chú đang ra bán đó là giá 200 triệu trên 1 mét ngang ha. Đấy. 200 triệu trên 1 mét ngang của chú anh chị. Pháp lý thì rõ ràng, sổ hồng ha, pháp lý rõ ràng, sổ hồng, đất hiện tại đất cây lâu năm, xin lên thổ cư được bình thường, muốn xây dựng nhà cửa thì xin phép xây dựng ha cô chú anh chị. Rồi, video của em đến đây là hết ha, cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video của em ha. Cô chú anh chị nào đang có nhu cầu đi xem miếng này mua hoặc cứ gửi nhà đất em bán thì xin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0849979368 cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.